Rồi xin chào tất cả các bạn đến với kênh bonsai tiền giang nha. Đó nay tiếp tục mình bán giống tùng kim cương đọt đỏ lá nhỏ nha bạn. Đó, những cây này đang ra đọt rất là nhiều luôn nha. Đó, kim cương đọt đỏ lá nhỏ, nó đang ra đọt, ra đọt là đỏ nha anh em. Khi già lá nó xanh nha, khi già nó sẽ xanh bình thường. Còn ra đọt non nó mới đỏ nha. Đó, lần nào em bán giống em cũng phải nhắc lại cho anh em mới tập chơi hoặc là anh em mới mua lần đầu biết nha. Đó. Tùy theo cái giai gia đoạn mà có lúc nó đỏ Lúc nào ra đọt non nó sẽ đỏ nha anh em Còn nó nó già hoặc là nó lụa là nó sẽ màu xanh bình thường nha Rồi kim cương đọt đỏ là cây bông nha anh em Chứ không có trái nha Nó giống như cây này nè Đang có bông luôn nè Đó, Kim cương đọt đỏ Cái size này size lớn nha anh em Cao từ 20 đến 25cm Có cây cao hơn luôn như tính từ 20 đến 25 thôi nha Cây này là 400k một cây nha Đó, Đây là size lớn Size lớn 400k một cây Còn đây là size nhỏ nha anh em đó, xe nhỏ thì này nó cao khoảng 10 cm thôi nha. 10 cm. Xe nhỏ này thì 250k một cây nha. 250k một cây nha anh em. Đó, anh em xem rõ em báo giá chi tiết trên đây trên đây luôn nha. Đó, anh em có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979582872 nha. Zalo, Facebook số đó luôn nha anh em. Đó, anh em nào ở gần thì có thể đến tận nơi mình mua cây luôn nha. Em ở uh, Long Tiên, Ca Lậy, Tiền Giang. Đó, kim cương đột đỏ lá nhỏ, chuẩn giống luôn.